Chào mừng các em đến kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 4 sách chiến trợ sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Hề Liêm đưa các cái quảng cáo. Khi xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm, đã hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 1 ôn tập các số đến 100.000 nha. Trang 7 đến trang 9 sách chiến trợ sáng tạo. Chứ mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta kêu mình thực hiện theo mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu. Số gồm 30.000, 7.000, 600, 50 và 9 đơn vị. Thì mình sẽ viết số là 37659. 37659 thì mình đọc số là 37.659. Sau đó mình sẽ viết số hành tập. 37659 thì số 9 hàng đơn vị, số 5 hàng chục, số 6 hàng trăm, số 7 hàng nghìn, số 3 hàng chục nghìn. Nên mình sẽ viết bằng 30.000 cộng 7.000 cộng 600 cộng 50 và cộng 9 đơn vị. Đúng nè. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu A, B, C giống như mẫu nha. Giờ hãy sẽ làm câu số 1 cho các em xem. Các em cũng có thể tạm dừng video và các em làm trước, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Mình sẽ làm câu A trước. Như vậy là số gồm 60.000, 8.000, 100, 40 và 5 đơn vị. Giờ trước hết mình sẽ viết số. Giờ viết số mình sẽ viết là 68145. 68145 thì số 6 này hàng chục nghìn, số 8 hàng nghìn, nếu mình sẽ đọc là 68145. Mình sẽ đọc số. Sáu mươi tám nghìn. Một trăm bốn mươi lăm. Giờ tiếp theo mình sẽ viết số hành tập. Như vậy là 68145. Thì số 5 hàng đơn vị, số 6, 4, số 4 hàng chục, số 1 hàng trăm, số 8 hàng nghìn và số 6 hàng chục nghìn. Mình sẽ viết thành là 60 nghìn cộng cho 8 nghìn cộng cho 100 cộng 40 và cộng 5 đơn vị, đúng không? Như mình xong câu em mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B số gồm 10.000, 2.000 và 200. Gì là số gồm 10.000, 2.000 và 200. Giờ trước hết mình sẽ viết số. Giờ viết số mình sẽ viết 10.000, có nghĩa là 10.000, với 2.000 là 12.000, 200. 12200 có nghĩa là 12.000, 200. Mình sẽ đọc số là 12.200 nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ viết số hành tổng. Như vậy là 10.000 chính là 10.000. Như vậy mình sẽ viết là số 12.200 sẽ bằng 10.000 chính là 10.000 cộng cho 2.000 cộng cho 200, đúng không? Như vậy mình xong câu B, mình sẽ quay tiếp câu C.
Giờ câu C là số gồm 4 nghìn và một đơn vị. Mình sẽ làm câu C luôn. Như vậy là số gồm 4 nghìn và một đơn vị. Giờ trước hết mình sẽ viết số. Mình sẽ viết 4.000. Một đơn vị thì 001. Hàng chục hàng trăm không có, mình viết hai số 0. Giờ số 1 đơn vị. Giờ đúng này. Giờ sau đó mình sẽ đọc số. Như vậy số 4 hàng nghìn mình sẽ viết là 4.001. Giờ tiếp theo mình sẽ viết số thành tổng. Bốn nghìn không không một sẽ bằng 4.000 cộng một đơn vị. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các sau bấm click video hay biết kênh hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 mình sẽ viết số vào dấu chấm hỏi nha. Mình sẽ là câu A chứ. Nhưng mình sẽ quan sát số đầu tiên là 4760, có nghĩa là 4760. Tiếp theo là 4770, 4780. Thì mình hãy đi từ trái qua phải sẽ cộng thêm 10. Số này cộng thêm 10 cho số này, cộng thêm 10 sẽ ra số này, đúng không? Nhưng mà sẽ viết là ba số này đó, sau đó mình sẽ điền tiếp những số còn lại nhé. 4760, 4770, 4780. Giờ số này cộng thêm 10 sẽ là 4790. Cộng thêm 10 nữa sẽ là 4800. Cộng thêm 10 là 4810. Và cuối cùng là 4820. Được nè. Thì mình thấy là ba dấu hỏi này tương ứng với ba số là 4790, 4800 và 4810. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu việc. Giờ số đầu tiên là 6600, tiếp theo là 6700, 6800. Như vậy đi từ trái qua phải thì mình sẽ cộng thêm 100, vì mình thấy nó tăng 100 này. Số này cộng thêm 100 cho số này, số này cộng 100 sẽ ra số này, đúng này. Giờ mình sẽ viết là ba số đó: 6600, 6700 và 6800. Giờ số này cộng thêm 100 là 6900. Cộng thêm 100 nữa là 7000. Cộng thêm 100 là 7100. Cộng thêm 100 là 7200. Tiếp theo là câu C. Số đầu tiên là 50.000, 60.000, 70.000. Thì mình hãy đi từ trái vào phải sẽ tăng 10.000, đúng này. 50.000 cộng 10.000 là 60.000. Cộng 10.000 là 70.000. Giờ cộng thêm 10.000 là 80.000. Cộng thêm 10.000 là 90.000. Cộng thêm 10.000 sẽ là 100.000. Như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video hay biết kênh hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình chọn số hỗn hợp với mỗi tổng nha. Mình sẽ quan tác tổng E. 30.000 cộng 6.000 cộng 200 cộng 40 sẽ bằng bao nhiêu? Mình thấy sẽ bằng 36.240.
36.240 chính là số nào? 36.240 chính là N. Mình sẽ nói E với N. Đúng không? 36.240 có nghĩa 30.000 cộng 6.000 cộng 200 mà cộng 4, 40, 40. Tiếp theo là P. 60.000 cộng 3.000 sẽ bằng 63.000. 20 cộng 4 là 24. Như vậy sẽ bằng 63.024. Như vậy là 63.024 chính là Q. Mình sẽ nói B của Q nhé. Tiếp theo mình sẽ nói tổng C, 60.000 cộng 3.000 cộng 200 cộng 40. Như vậy 60.000 cộng 3.000 là 63.000 cộng 200 cộng 40 sẽ bằng 63.240. Giờ mình sẽ nói này với là 63.240 nhé. Mình sẽ nói C với B. Cuối cùng sẽ là D, 30.000 cộng 6.000 cộng 20 cộng 4 đơn vị. 30.000 cộng 6.000, 36.000, 20 cộng 4 đơn vị sẽ bằng 36.024. Giờ mình sẽ nói D với M, 36.024 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video. Hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4, câu A thì người ta kêu mình điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng. Mình sẽ quan sát hai số này, 76.409 và 76.431. Thì mình so sánh hàng đơn vị. Đây mình thấy cả hai số đều là số có năm chữ số, mình so sánh hàng chục nghìn số 7 giống nhau. Hàng nghìn số 6 giống nhau, hàng trăm số 4 giống nhau và hàng chục thì chưa là số 0, đây là số 3. 0 sẽ nhỏ hơn 3, như vậy có nghĩa là 76.409 sẽ nhỏ hơn 76.431, đúng không? Như chỗ này mình sẽ điền dấu nhỏ hơn nha. Giờ mình sẽ làm phía dưới nha. Giờ mình sẽ ghi bài làm và mình sẽ làm câu A phía dưới này. Như vậy có nghĩa là 76.409 sẽ nhỏ hơn 76.431. Đúng rồi. Giờ mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì người ta kêu mình sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy ở đây mình sẽ có 4 số. Thì mình so sánh thì mình thấy là có 3 số có 5 chữ số, còn một số có 4 chữ số, thì có 4 chữ số là số bé nhất, đúng rồi. Vì nó ít chữ số hơn. Như mình trả lời là các số theo thứ tự từ bé đến lớn này. Các số theo thứ tự từ bé đến lớn này. Như mình xem số nào bé nhất, số này bé nhất mình sẽ viết chữ 9747 sẽ bé nhất, đúng này. Còn lại là ba số có 5 chữ số, mình so sánh hàng chục nghìn số 1 giống nhau, hàng nghìn đây là 0, 1, 1, số 0 sẽ nhỏ hơn, như số này là bé thứ 2, 10.748. Còn lại hai số này thì mình thấy là hàng nghìn giống nhau, hàng trăm đây là số 7, đây là số 2 sẽ nhỏ hơn, nên mình sẽ viết số này chữ 11.251 và cuối cùng là 11.750. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu C.
Câu C thì người ta kêu tìm vị trí của bốn số ở câu B trên tia số sao. Giờ mình sẽ quan sát tia số thì mình thấy là cái số E này nó nằm bên tay trái của số 10 nghịch, có nghĩa là số này phải nhỏ hơn 10 nghịch. Như vậy là trong bốn số thì mình thấy chỉ có một số nhỏ hơn 10 nghịch, chính là số này. Như vậy là vị trí A chính là số của 9747 nhé. Chỗ này mình sẽ khai bằng 9747. Tiếp theo là số B, mình thấy số vị trí này sẽ nằm bên trái của 11.000, có nghĩa là nhỏ hơn 11.000 và sẽ lớn hơn 10.000. Như vậy mình thấy là trong bốn số thì số lớn hơn 10.000 và nhỏ hơn 11.000 chính là số này. Như vậy số này sẽ ở vị trí B. Mình sẽ viết ở đây là 10.748. Còn ở vị trí C và D thì mình còn lại hai số, thì một số bên trái sẽ nhỏ hơn số bên phải. Như vậy là vị trí C chính là số này, 11.251. Giờ cuối cùng vị trí D chính là 11.750. Chính là vị trí D, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video để các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5 người ta kêu làm tròn số giờ nói theo mẫu nha. Mình sẽ quan sát mẫu làm tròn số 81.425 đến hàng chục thì được số này. Giờ bây giờ mình sẽ làm tròn tương tự câu A, B, C. Mình sẽ làm tương tự nha. Bài làm câu A. Làm tròn số chứ mình sẽ làm tròn số 350 chứ. Làm tròn số 356. Mình sẽ làm tròn đến hàng chục. Làm tròn số 356 đến hàng chục. Thì được số. Giờ mình làm tròn số này đến hàng chục thì khi người ta kêu mình làm tròn đến hàng chục, mình sẽ quan sát hai đơn vị ở đây là số 6. 6 sẽ lớn hơn 5, mình sẽ làm tròn lên 356, mình sẽ làm tròn lên thành 360 luôn. Tương tự mình sẽ làm tròn số 28.473 đến hàng chục luôn nha. Như vậy mình sẽ làm tròn số 28.473 đến hàng chục thì được số. Như vậy số này làm tròn đến hàng chục, mình sẽ quan sát hệ đơn vị ở đây là số 3. 3 nhỏ hơn 5 mình sẽ làm tròn xuống. Như vậy số 3 này mình khai bằng số 0. Như vậy là 28.470. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B thì mình sẽ làm tròn các số đến hàng trăm. Như làm tròn số đến hàng trăm nhé. Hai nghìn không trăm hai mốt đến hàng trăm. Thì được số.
Sonnet. Khi người ta kêu mình làm chậm đến hàng trăm, mình quan sát hàng chục. Hàng chục ở đây là số 2 sẽ nhỏ hơn 5 nên mình sẽ làm chậm xuống. 2021 làm chậm thành 2000. Tương tự mình sẽ làm chậm số 76.829 nha. Như mình sẽ viết ở đây chính là làm chọn số 76.892 đến hàng trăm thì được số. Mình làm chọn đến hàng trăm thì mình sẽ quan sát hàng chục, ở đây là số 9. 9 mình sẽ làm chọn, mình thấy là 9 sẽ lớn hơn 5, lập chọn lên. Như vậy 892 làm chọn lên thành 900. Như vậy kết quả là 76.900. Tiếp theo là câu C. Câu C thì người ta kêu làm tròn các số sau đến hàng nghìn, như làm tròn số đến hàng nghìn. Bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám đến hàng nghìn. Thì được số. Như vậy khi người ta kêu làm tròn đến hàng nghìn, quan sát hàng trăm, ở đây là số 4. 4 sẽ nhỏ hơn 5 nên làm tròn xuống. 7.400 mấy làm tròn thành 7.000 không. Giờ tiếp theo làm tròn đến hàng nghìn, số 16.534. 16.534 khi được số bao nhiêu? Thì mình thấy làm tròn đến hàng nghìn, quan sát hàng trăm, ở đây là số 5. 5 bằng 5 nên mình sẽ làm tròn lên 16.000 mấy, 500 làm tròn thành 17.000. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 các em hiểu bài, các em xong hết video thì biết các em hiểu bài. Giờ như vậy là bài 1 này khá dài nên thầy sẽ chia làm hai tiết nhé. Như là mình xong tiết số 1. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng gì thì bấm nó thích và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký kênh, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em một tốt tạm biệt các em nhé.